các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 là chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu tại phiên họp thứ 30 trong 11 tháng năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu đã quyết liệt chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, tập trung hướng dẫn nhân dân thu hoạch 1976 ha lúa mùa, sản lượng ước đạt 9920 tấn, lúa nương 3006 ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 2810 tấn. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 41 tỷ 566 triệu đồng bằng 95,6% dự toán tỉnh giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tích cực triển khai, tập trung cho xã Trình Pha đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, văn hóa xã hội được quan tâm đẩy mạnh, an ninh trật tự, an toàn xã hội tiếp tục ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu yêu cầu các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn tập trung hoàn thiện xã Trình Pha, Trình La đạt chuẩn nông thôn mới, triển khai đề án mở rộng thị trấn tổ chức dự án phát triển khu du lịch tâm linh đèo Phạm Đin, dự án trồng cây dọc quốc lộ 6, tôn tạo, phát huy di tích lịch sử quốc gia mái đá bản mòn, tổ chức đánh giá kiểm điểm cuối năm, và đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đã đề ra trong năm 2023, chủ động xây dựng kế hoạch năm 2024, trước mắt tổ chức các hoạt động và đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Dương lịch 2024.